Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 189. Chương 1881. A, màn gì đấy? A. Một đám long tiên không khỏi cảm khái nói, chỉ có truyền thừa của Bỉ Ngạn mới thật sự là pháp môn thẳng tiến bất hủ. Năm đó nếu long tộc có được truyền thừa của Bỉ Ngạn, đại tuyệt diệt cũng sẽ không xảy ra. Minh Đạo Long Đế cười nói, bây giờ cũng không tính là trễ. Viễn Tổ luôn luôn giữ công pháp truyền thống không chịu buông tha, bởi vậy mới đối nghịch với thiên tiên giới chúng ta. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái gọi là bất hủ của hắn và bất hủ chân chính chênh lệch to lớn như thế, chắc chắn hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Hướng Nguyên Đạo dò hỏi, nếu hắn khư khư cố chấp thì sao? Long Đế mỉm cười nói, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Hắn sẽ thấy sự cường đại của ta, thấy thực lực của ta mạnh hơn hắn nhiều. Hắn sẽ ý thức được bất hủ thật sự là như thế nào. Đột nhiên, phía sau hắn là một đại đạo trống rỗng, từng tòa động uyên vô cùng cổ xưa dồn dập xuất hiện. Minh Đạo Long Đế hét dài một tiếng, như mũi tên rời cung bắn nhanh ra, xông vào khu vực ngưng kết ở bên ngoài thiên tiên giới. Đám người Hướng Nguyên Đạo không chút kinh ngạc, chỉ thấy thân thể Minh Đạo Long Đế đột nhiên táng hóa, trở nên vô cùng cường đại. Quyền cước song hành, thế như trẻ tre giữa khu vực ngưng kết, nổ tung vật chất ngưng tụ, áp sát về phía Thúy Nham. Thực lực của hắn quả thật mạnh mẽ vô cùng, ngay cả áp lực càng lúc càng lớn của khu vực ngưng kết, hắn cũng có thể trèo chống, tốc độ không giảm chút nào. Trong lòng Đại Long Viễn Tổ có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nghiêm nghị, càng điên cuồng đánh về phía những cao thủ long tộc khác. Đợi đến khi cao thủ long tộc cuối cùng bị đánh vào khu vực ngưng kết, các cao thủ địa tiên giới may mắn còn sống sót không nhịn được hoan hô, lệ nóng tràn mi. Trong khoảng thời gian ngắn này, bọn họ đã tử thương hơn phân nửa, nhưng cuối cùng cũng đoạt được Thúy Nham. Tất cả mọi người lên thuyền, mang theo khối Thúy Nham này rời đi. Đại Long chăm chú nhìn không trung, cao giọng nói. Mọi người ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy tình hình đáng sợ đến mức hóa Minh Đạo Long Đế đánh xuống. Lên thuyền, rời đi. Thánh Tôn quát lên. Phế vật Thanh Huyền trầm giọng nói, lên thuyền. Đám người sống sót nhao nhao leo lên thuyền lầu Thúy Nham, ném xiềng xích ra, buộc lại khối Thúy Nham như ngọn núi kia. Thánh Tôn, lên thuyền. Quân Vô Đạo quát, táng hóa. Thánh Tôn quát lớn một tiếng, sương mù màu xám quanh thân bay lượn, thân thể liên tiếp tăng vọt, trở nên cao lớn dữ tợn. Mặt xanh nanh vàng, bỗng nhiên trùng điệp điệp dừng lại, đẩy Thúy Nham và thuyền lầu đến địa tiên giới. Thúy Nham và thuyền lầu chạy về phía địa tiên giới, nhưng mà tổ thần lại đứng cùng một chỗ với hai người bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, khu vực ngưng kết cực kỳ sền sệt, khiến cho bọn họ hành động khó khăn, nhưng không phải hoàn toàn cố định bọn họ. Bọn họ vẫn có năng lực hành động như trước, chỉ là chậm hơn trước rất nhiều lần. Đại Long Viễn Tổ hơi ngẩn ra, nhìn về phía hai người, tổ thần thở dốc, cười nói, ta vẫn còn dư lực, không làm vướng chân ngươi. Thánh Tôn nói, ta sau khi táng hóa thực lực mạnh hơn tổ thần, có thể giúp các ngươi một tay. Đại Long Viễn Tổ quay đầu lại, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Minh Đạo Long Đế đang tiếp cận bên này, lẩm bẩm nói, ta chưa bao giờ thấy qua hậu duệ cường đại như thế. Minh Đạo Long Đế xuyên thủng khu vực ngưng kết, lực lượng chỉ suy yếu, nhưng vẫn mạnh mẽ vô biên như trước, đánh về phía ba người bọn họ. Thánh Tôn, Tổ Thần và Đại Long Viễn Tổ thét dài, từ ba hướng tấn công về phía Minh Đạo Long Đế. Trong không gian ngưng kết nhìn như không có vật gì này, chênh lệch tu vi được phóng đại lên rất nhiều lần. Lần động thủ này ba người bọn họ mới phát hiện tốc độ công kích của mình chậm hơn Minh Đạo Long Đế rất nhiều. Tốc độ hành động của mình cũng chậm hơn so với đối phương rất nhiều. Trong lòng ba người trầm xuống, chỉ trong hai chiêu ngắn ngủi, tổ thần trọng thương không dậy nổi, bị hoa văn của cành cây trói buộc. Thánh Tôn hộc máu, khí huyết tán loạn, thập đại động uyên thất linh bát lạc, khảm nạm trong khu vực ngưng kết, lập tức bị một chiêu đánh cho ngất đi. Tu vi của Đại Long Viễn Tổ là mạnh nhất, nhưng sau 10 chiêu, hắn đã trúng 10 chiêu, đánh cho thân thể nguyên thần của hắn chia lìa. Một tay Minh Đạo Long Đế nắm lấy thân thể và nguyên thần của Đại Long Viễn Tổ, hai chân thò móng vuốt sắc bén ra, tóm lấy Tổ Thần và Thánh Tôn. Thuận theo thông đạo mà mình đã xuyên qua gào thét lao lên, chỉ trong chốc lát đã rơi vào lỗ thủng của thiên tiên giới. Minh Đạo Long Đế buông Tổ Thần, Thánh Tôn và Đại Long xuống, nói, phong ấn toàn bộ vi của bọn chúng, nhốt lại. Chậm hao tổn tu vi quá lớn, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày mới gặp lại bọn chúng.
Hắn vung tay lên, không gian vỡ ra, lách mình đi vào trong đó, không gian khép kín. Đám người Hướng Nguyên Đạo vội vàng ra tay, trấn áp Thánh Tôn, Tổ Thần và Đại Long Viễn Tổ. Chương 1882, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi à? Một vị tộc lão Long tộc nói, Thúy Nham đã bị đối phương đoạt đi, không biết phải làm sao. Hướng Nguyên Đạo suy tư một lát, nói, hiện giờ, chỉ có chúng ta tự mình ra tay, theo thông đạo bệ hạ mở ra, từng chút một đục xuyên qua khu vực ngưng kết. Đây là một công việc cực khổ, tốc độ cực chậm, kém xa vận dụng Thúy Nham. Long tộc bọn họ có địa vị cực cao, vốn dĩ sẽ không làm loại chuyện thô bỉ này. Nhưng Minh Đạo Long Đế đã ra tay, bọn họ cũng đành phải kiên trì tiếp tục. Chỉ cần đào từng bước một xuống dưới, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể đục thủng khu vực ngưng kết. Thiên tiên giới. Hứa Ứng vận chuyển võ cực chứng đạo, thân thể đột nhiên táng hóa, đi tới tòa Long Thành mà mình từng phi thăng. Tòa tiên thành quy mô hùng vĩ này có một tòa sân giác đấu, lúc trước đám người Hứa Ứng Vị Ương và Đại Long cứu người phi thăng địa tiên. Giới chính ở chỗ này, Hứa Ứng đi cả chặng đường không có trở ngại gì, tới mảnh sân giác đấu này. Chỉ thấy lúc trước Kim Thuyền Độ Thế phá nát đấu trường hắn nay ngói vỡ tường lại đã bị quét sạch, Long tộc trùng tu nơi đây trở nên càng thêm tráng lệ. Có điều gần đây chắc là không có đấu đá, nơi này tương đối quạnh quẽ, chỉ có mấy Long Tiên thủ vệ. Mấy vị thủ vệ kia nhìn thấy hắn là dị nhân, không phải Long tộc, không dám chậm trễ, để y tùy ý đi tới nơi này. Hứa Ứng đứng ở chỗ cao nhất, tâm niệm khẽ động, Thất Đại Động Uyên sau lưng xoay tròn hiển hiện. Hắn thu liễm thân thể táng hóa, khôi phục thân thể. Mấy tên thủ vệ ngẩn ngơ, lập tức đi về phía hắn, quát hỏi, ngươi là ai? Khí thế Hứa Ứng đột nhiên bộc phát, khí tức kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, chỉ nghe tiếng nổ mạnh ầm ầm không ngừng truyền đến, kiến trúc mới mẻ xung quanh dưới khí thế của y ầm ầm sụp đổ. Mấy tên Long Tiên thủ vệ kia đứng không vững, từng tên bị ép tới quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Tại hạ Hứa Ứng của địa tiên giới, nghe nói thiên tiên giới có muôn vàn bảo vật, lại nhiều địa linh nhân kiệt, hôm nay tới cửa muốn bái phỏng. Sau lưng Hứa Ứng, Nguyên Thần Bất Diệt hùng vĩ khom người, rút từ trong cơ thể ra, từ từ ưỡn thẳng người, linh quang lấp lánh. Đối kháng với thiên đạo của thiên tiên giới, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp Long Thành, lan khắp bát phương. Lời vừa nói ra, toàn thành xôn xao. Từng vị Long Tiên đều phi thân lên, bay về hướng đấu trường, có người nhận ra Hứa Ứng, hét lớn. Hắn chính là tên Hứa Ứng giết chết Thất Huyền công tử của Bỉ Ngạn, Ma Di của địa tiên giới. Hắn và con ả kia đâm chết không biết bao nhiêu Long Tiên. Trong lúc nhất thời quần chúng đều phẫn nộ, nhao nhao bay về phía này. Bọn họ vừa mới tiếp cận đấu trường, cách Hứa Ứng tới vài dặm, chỉ nghe tiếng đùng đùng không ngừng truyền đến. Từng vị Long Tiên nhao nhao bị khí thế Hứa Ứng ép tới không cách nào phi hành, từ không trung rơi xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Một số Long Tiên có tu vi cường đại, khống chế tầng tầng đạo tràng, cố gắng bay về phía trước, nhưng cho dù là đạo cảnh lục trọng thiên, cũng không thể tiếp cận Hứa Ứng, liền bị ép rơi khỏi không trung. Sau khi mấy vị cao thủ đạo cảnh thất trọng thiên rơi xuống, vẫn cố gắng đi về phía trước, nhưng vẫn còn cách Hứa Thiên mấy chục bước nữa là đã bị ép tới tai mắt mũi miệng chảy máu không ngừng. Răng rắc, một người hai chân đứt đoạn quỳ trên mặt đất, trong miệng vang lên những tiếng ộc ộc, huyết dịch từ trong miệng ồ ạt chảy ra. Ta, man gì đấy? Cặp mắt Hứa Ứng như mở như không, lại như nhắm như không, âm thanh của Nguyên Thần Bất Diệt phía sau càng vang dội. Dùng tiếng nói của Bỉ Ngạn hô to, kính xin chư vị đạo huynh thiên tiên giới, dùng đạo pháp của Bỉ Ngạn giáo dục ta, giáo hóa ta. Hứa Mỗ, cùng các vị đạo hữu thiên tiên giới, luận đạo cao thấp. Hứa Ứng, man gì Hứa, Ứng. Trong Long Hoa Tiên Thành, hầu như tất cả Long Tiên đều bị kinh động, nhao nhao bay lên, nhìn lại bên này. Trong Càn Nguyên Động Uyên, tiên sơn khắp nơi, đâu đâu cũng là hoa thơm chim hót, giống như thánh cảnh. Một thiếu nữ Long tộc nghe thấy bên ngoài ồn ào, vội vàng từ trong học cung đi ra, nơi này là Càn Nguyên học cung của Long Hoa Thành, truyền thụ tri thức đến từ Bỉ Ngạn. Năm đó đế tử Minh Đạo xuất lĩnh thuyền vàng độ thế, mang theo rất nhiều Long tộc theo hướng Nguyên Đạo thoát khỏi tam giới, trải qua trăm cay nghìn đắng. Cuối cùng cũng đến được Bỉ Ngạn. Bọn họ mang đến tri thức Bỉ Ngạn, trở về thiên tiên giới đã hóa thành phế tích, nơi truyền đạo đầu tiên được thành lập ở đây chính là Càn Nguyên học cung. Cho đến hôm nay, hiện tại Càn Nguyên học cung đã kém xa so với trước kia,
học cung ở Long Đình Đế cũng không bằng học cung bên kia. Nơi đó thậm chí thỉnh thoảng còn có cường giả của Bỉ Ngạn giáng lâm, tự mình truyền thụ tuyệt học của Bỉ Ngạn. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1883, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi à? 2. Thiếu nữ Long tộc kia nhìn thấy từng sư huynh đệ bay ra ngoài, lòng đầy căm phẫn, tựa hồ rất tức giận, không biết xảy ra chuyện gì, thế là cũng bay theo ra ngoài. Đợi cô đi tới bên ngoài động uyên càn nguyên, bên ngoài tiếng người huyên náo, xôi trào, ngàn vạn Long tiên vây thành một vòng tròn lớn, phóng về cùng một phương hướng. Thiếu nữ Long tộc kia nhìn lại, chỉ thấy bọn họ nhằm về phía một nguyên thần vĩ đại, hình như là linh quang bất diệt. Hình thái nguyên thần có phần tương tự với dị nhân, thế nhưng lại có chỗ khác biệt. Mà dưới chân nguyên thần này là một thiếu niên có dáng dấp hơi giống dị nhân, nhưng cái đầu nhỏ bé hơn rất nhiều, bộ dáng tinh xảo rất nhiều. Những năm gần đây, trong thế hệ trẻ tuổi của Long tộc, rất nhiều người đều coi vẻ đẹp dị nhân của Bỉ Ngạn là tiêu chuẩn cái đẹp. Không ít người khi hóa hình không hóa thành đầu rồng thân người mà hóa thành hình dạng của dị nhân, quần áo và trang sức thậm chí cũng giống như dị nhân. Trong Càn Nguyên học cung cũng có không ít Long tộc như vậy. Có điều, nữ tử Long tộc kia lại nhìn ra được, bộ dáng thiếu niên tinh xảo này tuyệt không phải Long tộc biến hóa. Cũng không phải là dị nhân, ngược lại có phần tương tự với những nô lệ nhân tộc từ hạ giới phi thăng lên. Hắn là Manji đến từ địa tiên giới. Cô vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên một vị Long tiên luống cuống tay chân, không cách nào khống chế được thân hình, cứ như là hạt mưa từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Một ít sư huynh đệ sư tỷ sư muội của Càn Nguyên học cung cũng xông tới, dự định giết chết gia hỏa tự xưng là Manji hứa ứng kia. Thực lực những sư huynh đệ này càng mạnh, xông tới càng xa, nhưng vừa tới bên cạnh hứa ứng là gặp phải công kích nguyên thần của đối phương. Những sư huynh sư tỷ có vẻ không ai bì nổi này lại bị nguyên thần kia đánh gục một chiêu một người, đánh cho trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Thiếu nữ Long tộc sợ hết hồn, chỉ thấy xung quanh tên Manji nhân tộc kia ngổn ngang lộn xộn, đầy đệ tử Càn Nguyên học cung. Thương quyết tham kiến công chúa Minh Mạn, một giọng nói vang lên. Thiếu nữ Long tộc quay đầu lại, chỉ thấy một ông lão áo bào xanh từ trong một động uyên khác đi ra, chính là trưởng lão trấn thủ Long Hoa Thành. Lúc này, các trưởng lão khác cũng bị kinh động, nhao nhao rời khỏi nơi bế quan. Thiếu nữ Long tộc Minh Mạn chào, nói, Minh Mạn tham kiến trưởng lão Thương Quyết, trưởng lão Thanh Thu Phong, trưởng lão Ngọc Lệnh Tài. Ba vị trưởng lão này ra khỏi động uyên, chỉ thấy động uyên quy mô kinh người kia treo sau đầu bọn họ, đạo vận kéo dài, khí thế kinh người. Long Hoa có tứ đại trưởng lão, Long Đại một trong số đó, nhưng Long Đại đi tới địa tiên giới, đến nay vẫn chưa về. Nơi đây còn lại Ngọc Lệnh Tài, Thanh Thu Phong cùng Thương Quyết, ba vị trưởng lão. Thực lực Long Đại đặt ở địa tiên giới, chỉ có ba người tổ thần, viễn tổ, thánh tôn mới có thể hơn được. Còn có Ngộ Không đạo nhân, có lẽ sẽ thắng được hắn, nhưng Ngộ Không đạo nhân xuất quỷ nhập thần, rốt cuộc tu vi đến bước nào, không ai biết được. Mà trong Long Hoa Thành còn có ba trưởng lão ngang ngửa Long Đại, có thể thấy được thực lực của Long tộc. Ba vị trưởng lão đều có động uyên cấp chí tôn, tu vi thực lực cường đại vô biên, nhìn thấy công chúa Minh Mạn lập tức cúi chào, không dám chậm trễ vội vàng hoàn lễ. Ngọc Lệnh Tài dò hỏi, công chúa, gần đây học tập thế nào? Minh Mạn công chúa lắc đầu nói, vẫn chưa tiến bộ. Ba vị trưởng lão đều cau mày. Minh Mạn công chúa này là con gái út của Long Đế Minh Đạo, bất hảo không chịu nổi. Long Đế Minh Đạo tu vi thông thiên triệt địa, chính là tồn tại bất hủ cảnh, đặt ở Bỉ Ngạn cũng là cường giả. Nhưng cô con gái này không dùng được, rất ngu xuẩn, dạy táng hóa, dạy đạo pháp Bỉ Ngạn, cô đều không học được. Lúc trước Minh Mạn công chúa còn học tập ở Bỉ Ngạn học cung trong đế đô triều đình, nhưng cô quá ngu dốt, Bỉ Ngạn học cung cũng chẳng làm gì được với cô. Minh Đạo Long Đế đành phải đưa cô đến Càn Nguyên học cung, hy vọng cô tiếp xúc với tuyệt học Bỉ Ngạn, có thể khai khiếu. Nhưng hầu như vô dụng, chuyện gì ồn ào vậy? Trong lòng Ngọc Lệnh Tài gọi một tên Long Tiên tới, dò hỏi. Long tiên kia vội vàng thuật lại chuyện tên Manji hứa ứng tới khiêu chiến, muốn mời Long tộc dùng pháp môn giáo dục giáo hóa của Bỉ Ngạn dạy bảo mình một phen. Tộc lão Ngọc Lệnh Tài nghe vậy, ánh mắt nhìn vào trên người hứa ứng, có phần kinh ngạc, nói, địa tiên giới vốn là lãnh địa của Long tộc ta, hiện tại lại bị những chủng tộc cấp thấp như nhân tộc nắm giữ.
kẻ phi thăng của nhân tộc thân thể nhỏ yếu, tu vi yếu ớt, đạo pháp thấp kém, lần trước đám nô lệ nhân tộc phi thăng tiên giới, bản lĩnh cũng không ra gì. Tên man gì này lại dám tới khiêu chiến sao? Chương 1884, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi à? À. Trưởng lão Thương Quyết nói, hắn tự xưng là man gì, xin chúng ta giáo hóa, như vậy Long Đình chúng ta sẽ giáo hóa hắn. Ứng Ngũ Diệp, một cao thủ trẻ tuổi Long tộc bước ra khỏi động uyên sau đầu hắn, trầm giọng nói, có đệ tử. Thương Quyết nói, ngươi đi cho tên man di này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ứng Ngũ Diệp vâng lời, khí thế vô hình tỏa ra, lập tức Long Tiên ở bốn phía như bị bàn tay vô hình đẩy ra, không tự chủ được dịch sang hai bên. Ngọc Lệnh Tài lộ ra vẻ tươi cười, nói với hai vị trưởng lão khác, gần đây Ứng Ngũ Diệp có đôi chút danh tiếng, rất có xu thế trở thành đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ của Long Hoa ta. Lần này hắn tới giáo hóa man di rất thích hợp. Lúc này, một cỗ khí tức khác tỏa ra, chỉ thấy đám người bỗng nhiên tách ra, một vị cao thủ trẻ tuổi khác đi tới. Long Tiên ở bốn phía cách hắn càng lúc càng rộng, nhưng sau khi hắn đi, không gian khuếch trương liền tự khép lại. Chiêu thức thần thông này quả thực khiến người ta than thở. Ứng Ngũ Diệp, ngũ trúc phần thiên công của ngươi quả thực bất phàm, nhưng chưa chắc đã có thể thắng được man di Hứa Ứng. Người này nhàn nhã bước đi, mỉm cười nói, lúc trước trong đấu trường, man di có thể đánh chết Thất Huyền công tử, không lẽ ngươi cảm thấy mình có thể thắng được Thất Huyền công tử đấy chứ? Một vị trưởng lão Long tộc khác Thanh Thu Phong vuốt râu, cười ha ha nói, đệ tử nguyên trang của ta chưa chắc đã thua kém so với Ngũ Diệp. Đột nhiên, một tiếng cười to truyền đến, lại có một vị tuấn kiệt của Long Hoa Thành đi tới, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Những nơi đi qua, từng tiên nhân Long tộc bị khí thế của hắn nghiền ép, nhao nhao từ trên trời rơi xuống. Gã Long tộc kia khí thế hung ác, xử sự bá đạo, chấn áp hết thảy những người cản đường, nói, nguyên trang, Ứng Ngũ Diệp, cảnh giới thất trọng thiên của các ngươi còn chưa tu luyện đến viên mãn. Trận chiến này, nhất định phải để Du Long Bật ta tự mình đến đây. Ngọc trưởng lão cười nói, đệ tử của ta là Du Long Bật, mới là đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi Long Hoa. Ứng Ngũ Diệp, Nguyên Trang và Du Long Bật chính là tam kiệt của Long Hoa Thành, là ba người cường đại nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Cũng là đệ tử của ba vị tộc lão bọn họ, còn là ba người xuất sắc nhất trong Càn Nguyên Học Cung. Ứng Ngũ Diệp biết rõ tu vi của Nguyên Trang, Du Long Tạp không hề kém cỏi so với mình, bèn dẫn đầu đi về phía Hứa Ứng, nói, tên này tự cho mình là Man Di, một Man Di đến đây nhận giáo hóa, nếu không thể hiện ra chút bản lĩnh thật sự, ngược lại sẽ bị Man Di nhạo báng. Ta tới giáo hóa hắn trước. Hắn hét dài một tiếng, phát động ngũ trúc phần thiên công, đạo cảnh thất trọng triển khai, khí thế lại tăng lên. Trong đạo cảnh kia, năm ngọn lửa kỳ lạ giống như ánh nến đến từ U Minh, lại giống như con mắt của quái vật khổng lồ nào đó, phía sau là một vùng tăm tối, chỉ có ánh nến đang thiêu đốt yếu ớt. Ngay lúc Ứng Ngũ Diệp đi về phía trước, Nguyên Trang, Du Long Bật cũng tự đi ra, tự mình khống chế công pháp. Nguyên Trang tu luyện chính là Phù Đồ Thiên Tâm Quyết, Du Long Bật tu luyện chính là Tạo Hóa Huyền Công. Hai môn công pháp này cùng với ngũ trúc phần thiên công đều là tuyệt học mà năm đó chiếc thuyền độ thế này mang về từ Bỉ Ngạn, mỗi một môn công pháp đều chỉ thẳng vào bất hủ cảnh. Ba người phát hiện hai người bên cạnh cùng xông về phía Hứa Ứng, đều có phần chần chừ, chúng ta tới giáo hóa Man Di, nếu cùng xông tới chẳng phải sẽ bị Man Di chế nhạo sao? Ba người không hẹn mà cùng dừng bước lại. Ứng Ngũ Diệp cười ha ha nói, hai vị sư huynh, hôm nay giữa chúng ta nên phân ra thắng bại trước. Ai thắng, người đó có cơ hội giáo hóa Man Di. Du Long Đại nói, ta cũng đang có ý đó. Nguyên Trang cười nói, đánh phục hai người các ngươi rồi, có dạy Man Di nữa cũng không muộn. Chiến ý ba người dâng cao, từng người phát công pháp đến mức tận cùng, mở toàn bộ đạo cảnh thất trọng, đang muốn quyết chiến thắng. Đột nhiên bàn tay của Nguyên Thần Hứa Ứng nâng lên từ phía sau, lập tức bầu trời sáng ngời, chụp xuống ba người. Các ngươi nói dài dòng quá. Một trưởng này nặng nề kinh người, thời điểm ép xuống bốn phía có vô số tia chớp vây quanh bàn tay, bạo phát từ trong ra ngoài. Phảng phất năng lượng ẩn giấu trong hư không bị một trưởng này đè ép ra, hóa thành lôi đỉnh phóng thích. Ứng Ngũ Diệp, Nguyên Trang và Du Long Tạp chỉ cảm thấy một trưởng này là nhằm vào mình, quyết định nhanh chóng, thôi thúc thần thông nghênh tiếp. Bàn tay nguyên thần của Hứa Ứng nghiền nát tất cả thần thông của ba người, một chưởng từ không trung rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Đợi đến lúc chưởng này nâng lên,
chỉ thấy mặt đất bị nện lõm xuống rất sâu, ba người chỉ còn lại cái đầu còn lộ ra bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1885, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi à? 4. Hứa Ứng vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nguyên thần bất diệt mở miệng, âm thanh chấn động cả Long Hoa Thành, đường đường thiên tiên giới. Đại Long Đỉnh bệ nghệ, học tuyệt học Bỉ Ngạn, huyết thống tôn quý, đạo pháp hưng thịnh, không thể để cho Man Di bọn ta mở mang tầm mắt. Các ngươi thi triển đạo pháp thô bỉ không chịu nổi, không thể nào vượt qua Man Di ta, khiến ta thất vọng quá đỗi. Y chậm rãi mở mắt, thần quang trong mắt bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói, còn ai muốn giáo dục Man Di ta? Công chúa Minh Mạn sợ hết hồn, vội vàng nói với trưởng lão Thương Quyết, trưởng lão, ta muốn học cái này. Trưởng lão Thương Quyết vội vàng nói, tiểu tử này dùng pháp môn Man Di tu luyện ở địa tiên giới, yếu hơn không biết bao nhiêu lần so với đạo pháp của Bỉ Ngạn, công chúa chớ nói giỡn. Minh Mạn công chúa bĩu môi, nói, nhưng các ngươi dạy ta những thứ kia, hết lần này tới lần khác đều đánh không lại người ta. Ba vị trưởng lão nghe thấy thế không khỏi cau mày. Nếu như những người khác nói như vậy đã bị bọn họ đánh chết từ lâu rồi, thế nhưng vị này lại là con gái của Long Đế, không thể động vào được. Bốn phía, vô số Long Tiên nổi giận, nhưng không ai dám can đảm tiến lên khiêu chiến Hứa Hữu Lễ. Ba người Ứng Ngũ Diệp đều là cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất Long Hoa Thành, người có thể thắng bọn họ không nhiều. Cùng nhau tiến lên, đánh chết hắn, có người cao giọng kêu lên. Hứa Ứng bỗng nhìn theo tiếng nói, sát ý cuồng bạo vô biên của Chu Tiên kiếm ý tuôn ra, Long Tiên kia phun máu tươi, bị sát khí tuyệt diệt này kích động đến hôn mê. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai dám nói gì nữa. Hứa Ứng bỗng nhiên quét mắt về phía bầu trời, dừng lại trên người Tam Đại trưởng lão Ngọc Lệnh Tài, Thương Quyết và Thanh Thu Phong, cười ha ha nói, ba vị trưởng lão, tại hạ là Man Di, mong ba vị trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Ba vị trưởng lão vừa sợ vừa giận, đột nhiên nguyên thần thân thể Hứa Ứng hợp hai làm một, bay lên trời, giết về phía Thương Quyết. Võ cực chứng đạo vận chuyển, pháp môn thứ tư của Bất Hủ Bát Pháp Chu Tiên thi triển ra, sát ý diệt thế kéo tới, quả nhiên bá đạo vô cùng. Thương Quyết hừ một tiếng, phát động ngũ trúc phần thiên công, môn công pháp này không hổ là huyền công thẳng tiến bất hủ cảnh, trong tay hắn và Ứng Ngũ Diệp hoàn toàn là hai loại trạng thái. Thương Quyết mở đạo cảnh bát trọng thiên, đạo cảnh nặng nề không gì sánh được, giống như thế giới do 8 tầng đại đạo biến thành, mà ở sâu trong thế giới. 5 con mắt âm u mở ra, phảng phất như đốt cháy tu vi trên người của hắn khiến cho thực lực của trưởng lão Thương Quyết tăng lên điên cuồng. Hai người, một người thần thông võ đạo, một người là thần thông Bỉ Ngạn, trong chớp mắt va chạm, võ đạo cực ý được Hứa Ứng triển khai. Ngàn vạn bóng người từ các góc độ khác nhau phát động Chu Tiên tàn kiếm, thế hoặc nhanh hoặc chậm, đánh về phía Thương Quyết. Thần thông như thế đã khiến Long Thành kinh ngạc, khiến cho người quan sát cuộc chiến phải sợ hãi than thở. Hứa Ứng tranh đấu với Long Đại trưởng lão, thu hoạch rất nhiều, lúc này bản lĩnh càng cao, muốn đánh một trận với Long Đại. Bây giờ y không cần táng hóa đã gần như có được thực lực táng hóa. Chu Tiên kiếm ý tựa như khiến toàn bộ Long Hoa Tiên Thành rơi vào cảnh tuyệt diệt, dường như đại đạo mà tất cả mọi người đều tu luyện đều muốn sụp đổ dưới kiếm quang. Lúc trước Long Tiên còn có thể bồng bềnh trên không trung cách đó 10 dặm, giờ phút này người người đại loạn, luồng đạo pháp không khống chế được, rơi xuống từ không trung. Phía sau Thương Quyết, công chúa Minh Mạn thấy cảnh này hưng phấn đến phát run, trong lòng hoan hô, ta muốn học cái này, ta muốn học Man Di. Viu viu viu. Thương Quyết chúng liền mấy chục kiếm, huyết quang tung tóe, hắn không luyện thành cực ý đại đạo, đối mặt với thế công của võ đạo cực ý đương nhiên chiêu pháp thần thông còn xa mới bằng. Huống hồ thần thông Chu Tiên lúc này càng thêm hoàn mỹ so với lúc Hứa Ứng giao chiến Long Đại, đối mặt với thần thông như vậy, hắn không thể ngăn cản nổi. Nhưng vào lúc này, trong đạo tràng của Thương Quyết, phía sau 5 ngọn nến, một cỗ ý niệm hùng vĩ vô cùng mãnh liệt tuôn ra, đối kháng Chu Tiên kiếm ý, không hề rơi xuống hạ phong. Hứa Ứng giật mình, hắn chưa bao giờ gặp ý chí nào có thể đối kháng với Chu Tiên kiếm ý. Chu Tiên kiếm ý thực sự quá mạnh mẽ, có diệt tuyệt vũ trụ, lại diễn biến hóa hồng hoang. Cho dù là tổ thần hay thánh tôn cũng không có ý chí hủy diệt đáng sợ như vậy. Dưới ý chí này, thiên địa đại đạo đều phải tan rã. Nhưng từ bên trong đạo cảnh vô cùng to lớn kia lại truyền tới ý chí của cổ thần mạnh mẽ đến đáng sợ.
khiến cho y không khỏi hoài nghi liệu thương quyết này có thể luyện ra ý chí đáng sợ cỡ này hay không. Nếu không phải do thương quyết tu luyện, như vậy luồng ý chí này đến từ nơi nào? Chương 1886, đến đánh ta đi. 1. Nương theo luồng ý chí trùng kích này, thần thông Chu Tiên lập tức tan rã. Hứa Ứng biến chiêu, chuyển thành pháp môn thứ tư vạn đạo, quanh người đại đạo tề minh, bốn phương tám hướng tấn công. Bất luận là Thương Quyết hay Ngọc Lệnh Tài hoặc là Thanh Thu Phong, tất cả đều dưới sự công kích của y. Tam đại trưởng lão Long Hoa Thành vừa sợ vừa giận, từng người ra tay, nên đón thần thông vạn đạo của y, bốn người vừa va chạm. Lập tức cảm thấy áp lực gấp bội, loại cảm giác trùng kích chí tôn nhìn thấy chí tôn huyền quan, lại vọt tới. Hứa Ứng hưng phấn khó tả, đối đầu trực diện với vây công của ba đại trưởng lão Long Tộc, Tích Địa, Chư Thiên, Long Vũ, Chu Tiên, Vạn Đạo, Tuế Nguyệt, Luân Hồi, các loại thần thông luân phiên sử dụng, đối kháng với ba đại trưởng lão của Long Tộc. Nếu là một vị trưởng lão thì y còn có thể đối đầu, nhưng tam đại trưởng lão ra tay, dù cho bất hủ bát pháp là chiêu pháp tinh diệu nhất mà y khai sáng từ trước tới nay cũng ngăn cản không nổi. Tam đại trưởng lão công kích vô cùng cương mãnh, rơi vào trên người hắn, đánh cho quanh thân Hứa Ứng lập lòe kim quang. Hứa Ứng lập tức cảm thấy vô lậu kim thân đã rất lâu không nhúc nhích, lại tự gia tăng điên cuồng. Y cố gắng trùng kích vào chí tôn huyền quan, nhưng mãi vẫn kém một chút. Hứa Ứng giận tím mặt, tam đại trưởng lão Long Tộc, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi à? Lời vừa nói ra, tam đại trưởng lão tức giận, đồng thanh hô, táng hóa, ầm. Tam đại trưởng lão khí thế ngập trời, từng người táng hóa, chỉ trong khoảnh khắc hóa thành hình thái cổ thần, Hứa Ứng liên tục đón đỡ ba chiêu của bọn họ. Lục phủ ngũ tạng gần như vỡ vụn, vô lậu kim thân lập tức đạt tới cực hạn, đại đạo dị chủng trong cơ thể càng tích tụ nhiều, vượt qua cực hạn y có khả năng áp chế. Tuy rằng y cách chí tôn cảnh rất gần thế nhưng lại thấy được tử vong còn nhanh hơn cả chí tôn cảnh hạ xuống. Hứa Ứng không nói lời nào, phát động thần thông luân hồi bức lui Ngọc trưởng lão, gào thét phóng ra bên ngoài. Tam đại trưởng lão đồng loạt giơ tay, thần thông từng người bùng phát đánh về phía sau lưng của hắn. Hứa Ứng phát động võ cực chứng đạo đến mức tận cùng, đồng thời tiếp lấy thần thông của ba người, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thân hình của y bay ra xa với tốc độ kinh người, tiếng cười to từ xa truyền đến, tam đại trưởng lão Long Tộc ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng chỉ thế thôi. Ba vị liên thủ, vẫn không làm gì được Manjita. Tam đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng đuổi theo, nhưng đã mất đi bóng dáng của Hứa Ứng. Thanh Thu Phong lạnh lùng nói, tìm được người này, tuyệt đối không thể buông tha. Nếu không ba người chúng ta sẽ mất hết thể diện. Tam đại trưởng lão liên thủ, mà không thể bắt được nhân tộc cấp thấp đến từ hạ giới, hơn nữa nhân tộc kia còn tự xưng là Manji, đến lĩnh giáo tuyệt học Bỉ Ngạn của Long Tộc. Loại chuyện này mà truyền đi chắc chắn sẽ làm mất mặt ba người bọn họ, trở thành trò cười cho thiên tiên giới. Ba người chia nhau hành động, tự mình tìm được tung tích của Hứa Ứng, cũng không lâu lắm, ánh mắt mỗi người sáng lên, đều tìm được tung tích của Hứa Ứng lưu lại, đuổi theo những phương hướng khác nhau. Bọn họ đi không bao lâu, Hứa Ứng hiện thân, thân hình có phần lảo đảo, hạ giọng nói, lần này có phần bất cẩn. Không nên đối đầu trực diện với tam đại trưởng lão, nếu là hai người, nói không chừng có thể vững vàng tiến vào chí tôn cảnh. Bây giờ bị thương nặng như vậy, chỉ sợ cần vài ngày mới có thể khỏi hẳn. Y thi triển nhất khí hóa tam thanh, phân ra ba thiên địa nguyên thần dẫn tam đại trưởng lão rời đi. Còn bản thân thì ẩn giấu khí tức giấu ở nơi đây, đợi sau khi ba đại trưởng lão rời đi thì mới hiện thân. Này! Phía sau hắn đột nhiên có một giọng nói trong trẻo, ta bái ngươi làm. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi quay người, đưa tay bắt lấy, chỉ thấy một thiếu nữ Long Tộc bị pháp lực của y giam cầm. Thân thể không khống hề được bay tới, khoa chân múa tay, sau một khắc liền bị y nắm cổ, sắp tắt thở. Tu vi yếu như vậy, Hứa Ứng kinh ngạc, buông tay ra. Thiếu nữ Long Tộc kia nghiêng cổ một cái, ngất đi. Minh Mạn công chúa mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã thấy mình chẳng biết lúc nào đi tới một mảnh u ám, như là một cung điện cổ xưa. Cô đứng dậy, tòa cung điện này chắc bị cho tàn vùi lấp dưới mặt đất, không thấy mặt trời. Nhưng lại có ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ trên những dây leo sinh trưởng dưới mặt đất âm u, khiến nơi này không đến mức quá tối tăm. Minh Mạn công chúa nhìn bốn phía, trên vách tường cung điện có bích họa loang lổ, sắc thái đã bóc ra, không thể nhận rõ bích họa nội dung. Đột nhiên, dưới chân cô dẫm phải thứ gì,
đột nhiên ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng là một bộ hài cốt đạo nhân đầu rồng thân người, áo bào trên người đã hóa thành tro tàn. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1887, đến đánh ta đi. 2. Trong lòng cô cả kinh, vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy càng nhiều hài cốt long tiên đập vào mi mắt. Đáy lòng công chúa Minh Mạn thịch thịch nhảy loạn. Cô biết rõ địa phương này là ở thời đại trước, di tích thời Thái Cổ bị chôn vùi dưới cho bụi nặng nề. Theo như sách sử của Long Đình ghi lại, thời đại Thái Cổ Thúy Nham đột kích, rơi vào Long Đình, hủy diệt Long Đình Thái Cổ, tất cả long tộc đều bị diệt sạch. Khối Thúy Nham kia mang lực lượng quá mạnh mẽ, dẫn đến thiên địa đại đạo của thời đại Long Đình và đại đạo của cường giả may mắn còn sống sót. Tất cả đều hóa thành tro tàn, tung bay, rơi xuống thành tro đạo tuyết xám ước chừng 100 vạn năm. Từ đó về sau, thời đại Thái Cổ Long Đình bị chôn vùi hoàn toàn dưới tro đạo, không lưu lại chút dấu vết nào. Hiện tại Long Đình của thiên tiên giới được xây dựng trên tro đạo, phát triển lớn mạnh, hoàn toàn từ bỏ quá khứ. Chỉ có điều di tích Thái Cổ bên dưới tro đạo xịt cực kỳ nguy hiểm, nghe đồn nơi đó còn có oan hồn còn sót lại thời Thái Cổ du đãng, mang theo oán niệm vô tận. Bám vào trên người long tộc đang thám hiểm nơi đây, biến bọn họ thành quái vật, dữ tợn khủng khiếp, thôn tính từng sinh linh dám tiến vào nơi đây. Thường xuyên có tin đồn long tộc chết trong di tích Thái Cổ làm cho di tích trong lòng mọi người trở nên âm trầm khủng bố. Minh Mạn công chúa cẩn thận từng ly từng tí một đi ra khỏi tòa tiên điện cổ xưa này, chỉ thấy không gian của vùng đất dưới ngầm này cực kỳ rộng lớn, cứ như trong lòng đất cất giấu một tiểu thế giới. Cô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời dưới lòng đất còn có tinh tú lốm đốm, như ngân hà treo trên bầu trời. Nhưng khi cô nhìn kỹ mới phát hiện đó là một gốc hoa cỏ treo ngược trên mái nhà đá. Chúng khỏe mạnh đến kỳ quái, giống như hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng từ trong tro đạo. Ngoài ra, trên vách đá bốn phía thế giới dưới lòng đất, mơ hồ còn có khung xương rồng to lớn, một vòng vờn quanh vùng thế giới dưới lòng đất này, chiều dài kinh người. Chắc năm đó khi tai ách phát sinh, có long tiên hiện ra chân thân, dùng đại đạo của mình tự thành một giới, thủ hộ mọi người trong tiên điện. Nhưng mà, đại đạo hóa thành tro, vẫn khó tránh khỏi tuyệt diệt. Sao ta lại ở đây? Hình như ta nhớ, ta đuổi theo tên Manji kia, muốn bái y làm sư thầy. Cô vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy dưới bầu trời sao, thiếu niên Manji kia đang đứng ở phía trước hô hấp thổ nạp, trị liệu tổn thương thân thể. Thiếu niên Manji mặt đen nhưng thân thể lại rất trắng, vóc dáng cường tráng, thon dài, lúc mặc quần áo vốn không nhìn ra. Theo hô hấp của y, động uyên sau lưng y cũng đang hô hấp thổ nạp, lúc lớn lúc nhỏ. Tiên linh chi khí liên tục không ngừng từ trong động uyên tràn ra, chảy vào trong cơ thể y. Đột nhiên, tinh thần của thiếu niên kia vô cùng mạnh mẽ hình thành từng ảo ảnh ở xung quanh thân thể y, diễn luyện võ đạo, suy diễn cách phá giải thần thông bỉ ngạn của tam đại trưởng lão Thương Quyết. Trên người y có rất nhiều đạo thương cực kỳ nghiêm trọng, theo suy diễn võ đạo cực ý, đạo thương trên người y cũng khép lại từng chút một, đó là đạo pháp của ba đại trưởng lão đều bị y phá vỡ. Nhân vật thông minh như vậy, đây là lần đầu tiên Minh Mạn công chúa nhìn thấy. Có điều ngũ trúc phần thiên công của các trưởng lão khác, phù đồ thiên tâm quyết và tạo hóa huyền công, cực kỳ tinh diệu, không hổ là tuyệt học đến từ bỉ ngạn. Có chỗ cao minh, ngay cả Hứa Ứng cũng không cách nào phá giải, khiến trên đạo thương trên người y có phần ngoan cố. Trong đó tạo hóa huyền công ảo diệu thậm chí còn trên cả tạo hóa chí tôn, nhưng có lẽ chung nhánh với tạo hóa chí tôn, chẳng qua đẳng cấp cao hơn mà thôi. Bốn phía có phần âm u lạnh lẽo, hai tay Minh Mạn công chúa ôm trước ngực, quấn lấy thân thể, thấy Hứa Ứng còn đang khắc khổ tu luyện. Lớn tiếng nói, thái cực giả, bản nhiên chi diệu giã, động tĩnh giả sở thừa chi cơ giã, âm dương giả sở sinh chi bản giã. Thái cực hình nhi thượng, đạo giã âm dương hình nhi hạ khí giã. Động tĩnh vô đoan, âm dương vô thủy, thử tạo hóa sở do lập yên. Ngôn ngữ mà cô sử dụng là đạo ngữ của bỉ ngạn, trong đó có rất nhiều chỗ tối nghĩa huyền ảo. Hứa Ứng lúc vô tình nghe đến nhập thần, hiểu thấu từng kinh văn áo nghĩa mà cô tụng, trong lòng khẽ động, đây hẳn là nội dung bên trong tạo hóa huyền công của bỉ ngạn. Qua không lâu, Minh Mạn công chúa ngâm nga nguyên văn kinh nghĩa tạo hóa huyền công một lần, thấy đạo thương trên người Hứa Ứng ít đi mấy chỗ. Tiếp tục nói, thủ tượng vu kim hoa, bí nhất quang tự tại nội, thị tiên thiên thái ất chi chân khí,
thủy hương duyên trích nhất vị giả thử giã. Hồi quang chi công, toàn dụng nghịch pháp, chú tưởng thiên tâm cư nhật nguyệt trung. Chương 1888, đến đánh ta đi. À. Hứa Ứng kinh ngạc không hiểu tại sao long nữ mà mình thiếu chút nữa bóp chết lại đọc ra được một môn công pháp áo nghĩa khác cũng cực kỳ tinh diệu khác. Mà áo nghĩa của môn công pháp này hẳn là phù đồ thiên tâm quyết mà Thanh Thu Phong trưởng lão tu luyện. Minh Mạn công chúa ngâm tụng phù đồ thiên tâm quyết một lần, chỉ thấy đạo thương trên người Hứa Ứng lại thiếu đi mấy chỗ. Cô lại tụng chân kinh ngũ trúc phần thiên công mà trưởng lão thương quyết tu luyện. Đợi đến khi học thuộc lòng môn công pháp này xong, đạo thương trên người Hứa Ứng đã biến mất không thấy gì. Hiển nhiên, khi chính mình đọc thuộc lòng tên Man Di này đã lĩnh ngộ được ảo diệu của ba môn công pháp, chữa trị đạo thương. Man Di thật thông minh, Minh Mạn công chúa con mắt sáng, lấp lánh, lập tức sắc mặt ảm đạm, ta thật ngu ngốc, xưa nay không học được gì, chỉ cõng một đống lớn công pháp vô dụng. Hứa Ứng xoay người lại, mặc quần áo vào, đi về phía cô, hào hoa phong nhã nói, vị cô nương này xưng hô như thế nào. Lúc trước y cương mãnh bá đạo, trấn áp vô số long tiên ở Long Hoa Thành, bây giờ lại rất có phong phạm người đọc sách. Minh Mạn công chúa vội vàng nói, ta họ Minh, chỉ tên một chữ Mạn. Ta rất ngốc, có làm sao cũng học không được công pháp của Bỉ Ngạn, muốn bái ngươi làm thầy, học công pháp Man Di ngươi tu luyện. Không biết tại sao, nhìn thấy ngươi là ngất đi. Cô dùng đạo ngữ Bỉ Ngạn, truyền đạt bản ý, Hứa Ứng nghe theo lời nói là biết ý tứ của cô, trong lòng kinh ngạc nói, ngu xuẩn. Hứa Ứng lại nghe thành Minh Ngoan, nghĩa là ngu đần. Thế chẳng phải nói đầu cô gái này cứng như đá sao, có thể dạy được sao? Nhưng mà, vừa rồi cô nương này tụng kinh nghĩa thâm ảo như thế cũng có thể học được, rất thông minh đấy chứ. Minh Mạn công chúa tụng niệm ba môn công pháp, giúp y trị liệu đạo thương, đồng thời giúp y luyện hóa đại đạo dị chủng trong cơ thể, tu vi của Hứa Ứng cũng có thể tiến thêm một bước. Không thể không nể tình này, Hứa Ứng trong lòng máy động, phá vỡ ngu muội cần Ngộ Không. Tên của cô là Minh Hoan, có một môn công pháp rất thích hợp của Ngộ Không đạo nhân. Minh Hoan cô nương, chúng ta vào tiên điện nói chuyện. Hứa Ứng đi vào tòa tiên điện này, vung tay áo nhẹ phất một cái, cho tàn tan hết, lại mời những đạo nhân long cốt kia qua một bên. Y ngồi xuống, ý bảo Minh Mạn công chúa ngồi trước mặt mình, nói, ngươi từ bỏ suy nghĩ, một ý niệm cũng không được lưu lại, ta muốn xem xét căn cốt của ngươi trước đã. Minh Mạn công chúa ngồi trước mặt y, nhắm mắt lại, rất nhanh không còn chút ý niệm nào. Thần thức của Hứa Ứng xâm nhập vào trong cơ thể cô, lập tức cảm giác được trong cơ thể thiếu nữ long tộc này thâm thúy như đại dương mênh mông. Có lực lượng huyết mạch mênh mông như tinh không, tinh khiết cực kỳ. Y kinh ngạc khó hiểu. Lực lượng huyết mạch này mang theo khí tức viễn tổ, trong lúc sắp thức tỉnh, lại bị đạo pháp cô tu luyện áp chế, từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh. Tư chất bực này, đừng nói là đối với long tộc, cho dù là chủng tộc dựa vào lực lượng huyết mạch như yêu tộc cũng là vô cùng tốt. Thật khiến người ta tức giận, thật khiến người ta hâm mộ phát điên. Nhưng lực lượng huyết mạch viễn tổ, hết lần này tới lần khác khắc chế lẫn nhau với đạo pháp Bỉ Ngạn, khó trách tu vi của cô thấp kém như vậy. Bây giờ long tộc đã không tu luyện lực lượng huyết mạch, thức tỉnh lực lượng trong huyết mạch sao? Hứa Ứng có phần kinh ngạc, theo lý mà nói, huyết mạch chi lực chính là lực lượng mà long tộc cảm thấy kiêu ngạo nhất. Nguồn lực lượng này dù thế nào bọn họ cũng không thể bỏ qua không dùng. Hiện tại long tộc ở thiên tiên giới đã vứt bỏ loại lực lượng cường đại này, thậm chí không biết nên tu luyện như thế nào, khiến y thật sự khó hiểu. Được rồi, mở mắt đi, Hứa Ứng vừa suy tư vừa nói. Minh Mạn công chúa mở mắt, chỉ thấy thiếu niên này đứng dậy, đi tới bên cạnh những đạo nhân long cốt kia, đánh giá từng đạo nhân long cốt này, không biết muốn làm gì. Minh Mạn công chúa cực kỳ hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo y. Sau một lát, Hứa Ứng lộ ra sắc mặt vui mừng, chắp tay trước ngực, hướng một vị đạo nhân long cốt bái lại, tụng niệm, đạo huynh chớ trách. Hôm nay ta muốn mượn đạo cốt còn sót lại của đạo huynh, điểm hóa ngu ngốc. Minh Mạn công chúa nhấp nháy mắt, thầm nghĩ, ngu ngốc trong miệng hắn là ai. Hứa Ứng cung kính, hai tay nâng đầu đạo nhân long cốt kia, nhẹ nhàng nhấc lên, giặc giặc một tiếng, gỡ xương sọ đạo nhân xuống, đưa đến trước mặt Minh Kiều công chúa, nói, ngu ngốc, ta kích thích lực lượng còn sót lại bên trong đạo cốt vị đạo huynh này, kích thích lực lượng huyết mạch của ngươi.
Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1889, Long huyết sôi trào, 1. Y khống chế xương đầu đạo nhân kia trước tồn tại kia cực kỳ mạnh mẽ, là cường giả đỉnh cấp trong số Long Tiên, hẳn là chủ nhân của nơi này, bên trong đạo cốt còn sót lại một bộ phận đạo lực long tộc cực kỳ thuần túy. Lúc này đạo lực yếu ớt này được Hứa Ứng kích hoạt, hóa thành một luồng hào quang nhỏ bé không thể nhận ra, bắn vào mi tâm của công chúa Minh Mạn. Minh Mạn công chúa ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy hào quang kia nhập thể, không có bất kỳ dị trạng nào phát sinh. Nhưng sau một khắc, cô không tự chủ được phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp, tiếp theo long lân tinh mịn sáng tỏ từ dưới da mọc ra. Trong huyết dịch có từng luồng lực lượng cường đại phi phàm tuôn ra, tràn ngập thân thể của cô, quét sạch tất cả các loại đạo pháp cô tu luyện trước đây, tất cả đều sạch sành sanh. Trong đầu Minh Mạn công chúa có vô số mảnh vỡ ký ức từ tổ tiên viễn cổ ùn ùn kéo đến, đó là pháp môn chiến đấu của viễn tổ, đánh dấu lực lượng trong huyết mạch, thức tỉnh từng cái một. Ngao, tiếng rồng ngâm vang lên, chấn động cả vùng thế giới dưới lòng đất này, công chúa Minh Mạn đột nhiên cảm thấy bản tính ẩn giấu trong cơ thể mình tỉnh lại, thân thể xoay tròn, hóa thành một con ngân long gào thét bay lên, xuyên thẳng qua những cây cột ở bên trong tiên điện cổ xưa, đột nhiên nhảy ra khỏi tiên điện, bay lượn trong thế giới dưới lòng đất. Từng luồng sức mạnh cường đại tràn ngập thân thể cô, gô rửa nguyên thần của cô, chuyển biến thân thể cô thành đạo cốt. Hứa Ứng đi ra ngoài điện, ngửa đầu nhìn lên, vô cùng hâm mộ. Y tu luyện tới bước đạo cốt này, vẫn là sau khi thành tiên mới khó khăn làm được, mà trong huyết mạch thiếu nữ long tộc này tự cất giấu loại lực lượng cường đại này. Thiên phú cỡ này, hâm mộ không? Tới! Minh Mạn công chúa vui mừng qua lại trong mảnh thế giới dưới lòng đất này, khí tức càng ngày càng mạnh, đạo cốt đạo thể càng ngày càng thuần túy, không chịu nổi ngâm nga không dứt. Cô chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ vui sướng như vậy, vui sướng quá đỗi. Hóa ra cô bị đè nén thiên tính, vì không phụ phụ lòng kỳ vọng của phụ thân Minh Đạo Long Đế, khổ cực tu luyện, kham khổ chịu đựng, lại không có bất kỳ thành tựu nào, bị người ta cười nhạo tư chất bình bình, chịu ủy khuất ra sao có thể đoán được. Nhưng bây giờ cô mới cảm giác trước đó mình đi nhầm đường, hiện tại mới trở lại quỹ đạo. Nhưng một suy nghĩ vẫn không thể tránh khỏi, trong cơ thể chúng ta có ẩn giấu lực lượng lớn như vậy, nhưng vì sao không dùng mà là đi học đạo pháp Bỉ Ngạn. Sau một lát, thiếu nữ ngân long kia lao về phía Hứa Ứng, lúc rơi xuống đất dần dần hóa hình. Chỉ có điều lúc này đây không có hóa thành hình dạng dị nhân hoặc là đầu rồng thân người, mà là hóa thành một thiếu nữ nhân loại. Dưới chân cô mặc một chiếc giày bằng tơ lụa, trên đầu cài trang trí điêu khắc như đồi mồi, bên hông tơ lụa màu trắng hiện ra gợn sóng ánh sáng, eo mảnh khảnh khiêu khích tiếng lòng. Bên tai cô có minh châu rủ xuống, trái phải mỗi bên một viên, hơi động một chút là chiết xạ hào quang. Cô gái này thướt tha mềm mại, môi đỏ như son, hóa thành thiếu nữ nhân tộc, lại có một loại phong tình dị vực, khiến cho Hứa Ứng không khỏi nhìn thêm vài lần. Cô tu luyện vô lậu kim thân, chắc chắn rất có lực bộc phát. Hứa Ứng âm thầm gật đầu. Minh Mạn công chúa tiến lên bái sư, Hứa Ứng bệ vệ ngồi xuống, thản nhiên nhận lễ bái sư của cô, nói, trước ngươi còn có một vị sư huynh tên Hứa Nhị Cẩu, một vị sư tỷ tên Hỷ Duyệt. Đúng rồi, nhân gian giới còn có hai vị sư huynh, một người tên Cảnh Minh, một người tên là Minh Vương Tôn. Y nói tới đây, lại nhớ tới lúc mình ở thế giới nguyên thú, còn thu hai con ngưu quái làm đệ tử, nói, có khả năng thế giới nguyên thú còn hai vị ngưu sư huynh. Không cần quản bọn họ, ngươi chỉ cần theo ta, tu hành thật tốt. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một loại pháp môn tu luyện, gọi là vô lậu kim thân, có thể cho ngươi thỏa thích điều động lực lượng trong cơ thể. Minh Mạn công chúa hưng phấn khó tả, nhảy nhót nói, vô lậu kim thân này có lợi hại không? Đương nhiên lợi hại. Hứa Ứng truyền thụ căn nguyên vô lậu kim thân này cho cô, vô lậu kim thân mà Ngộ Không đạo nhân truyền cho y vốn là pháp môn của cựu đạo, đi theo con đường đạo hoa đạo quả. Hứa Ứng là tân đạo tổ, đương nhiên phải đổi con đường thành tân đạo. Y truyền thụ cho công chúa Minh Mạn chính là vô lậu kim thân sau khi cải tiến. Bản nguyên của công pháp này là Thái Thượng Đạo, là khe lớn mà Ngộ Không đạo nhân tìm hiểu Thái Thượng Động Uyên lĩnh ngộ ra pháp môn vô thượng này. Thái Thượng Động Uyên cướp đoạt đạo pháp của người tu luyện Thái Thượng Đạo, tu bổ vết rách. Công pháp của hắn cũng có thể hóa đi sức mạnh dị chủng trong cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng thân thể, luyện thành thân thể bất hoại.
Chương 1890, Long huyết sôi trào, 2. Hứa Ứng liều mạng với tam đại trưởng lão Long tộc mà vẫn không bị đánh chết, chính là dựa vào cái này công. Minh Mạn công chúa tu luyện công pháp này, tiến triển lại nhanh chóng tới thần kỳ, mới 2-3 ngày đã tu luyện vô lậu kim thân tới mức đăng đường nhập thất, khiến cho Hứa Ứng tấm tắc kêu kỳ lạ. Hứa Ứng nói đầy ẩn ý với cô nương này, ngu ngốc, hôm nay ta sẽ chuyển chân truyền vô lậu kim thân cho ngươi. Nếu ngươi vận dụng tinh diệu, tu vi tiến triển cực nhanh, nếu vận dụng không ổn, hồn phi phách tán. Pháp bất truyền lục nhĩ, ngươi ghé tai lại, vi sư nói cho ngươi biết. Minh Mạn công chúa ghé lỗ tai tới trước mặt y, Minh Châu dưới vành tai khẽ lay động. Hứa Ứng yên lặng nói vài câu, Minh Mạn công chúa đầu tiên là mê mang, sau đó là kinh ngạc, lập tức hưng phấn đến phát run, có một loại cảm giác thông suốt. Hứa Ứng cười nói, người bên ngoài tìm chúng ta, chỉ sợ đã tìm được lo lắng sốt vó rồi, chúng ta lên thôi. Minh Mạn công chúa vâng dạ, tâm niệm của Hứa Ứng khẽ động, đạo tràng điên đảo càn khôn, thế giới ngầm vẫn chưa bị phá, hai người đã đi tới mặt đất. Lúc này, rất nhiều long tiên kết bạn đồng hành trong Long Hoa Thành, tìm kiếm Hứa Ứng. Bọn họ biết Hứa Ứng thân chịu trọng thương, tu vi đã không còn như trước, bởi vậy mới dám đuổi giết Hứa Ứng. Hứa Ứng và Minh Mạn công chúa vừa mới xuất hiện là bị hơn 10 tên long tiên phát hiện, lập tức chạy như bay đến. Nhưng từ xa nhìn thấy Hứa Ứng khí định thần nhàn, không giống như bị thương, bên người còn có một thiếu nữ man di mắt ngọc mày ngài, không khỏi có phần chần chừ. Minh Mạn công chúa cũng có phần chần chừ, vụng trộm nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng mỉm cười, gật nhẹ đầu tựa như cổ vũ cô. Minh Mạn công chúa cố lấy dũng khí, vận chuyển chân truyền như lời Hứa Hữu nói, phóng tới những long tiên kia, lớn tiếng nói, tại hạ Uyển Minh, cũng là man di, khiêu chiến các người. Các ngươi lại đây đánh ta đi. Long tiên thành Long Hoa vốn khá sợ hãi Hứa Ứng, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi đối với thiếu nữ bộ dáng nhân tộc này. Minh Mạn công chúa vừa mới xông tới, nửa đường đã có mấy chục thần thông đánh lên người, trong đó còn có thần thông vạn tiễn, quả nhiên là bắn thành con nhím. Hứa Ứng sợ hết hồn, lo cô vừa đối mặt là bị người ta đánh chết. Dù sao Minh Mạn công chúa chỉ là vừa mới tu luyện kim thân, lực công kích của Long tiên lại mạnh kinh người, nếu trong đó xen lẫn mấy cao thủ, rất dễ dàng phá vỡ kim thân của cô. Chỉ thấy kim quang quanh thân công chúa lưu chuyển, những thần thông rơi vào trên người cô lại bị vô lậu kim thân hấp thu, một chút năng lượng cũng không tiết ra ngoài. Nha đầu kia, Hứa Ứng trong lòng tán thưởng, huyết mạch viễn tổ thật khiến người ta hâm mộ. Huyết mạch viễn tổ trong cơ thể Minh Mạn công chúa thực sự quá mãnh liệt, khiến cho thân thể của cô trời sinh đã mạnh mẽ. Phối hợp với thân thể vô lậu kim thân, thân thể càng mạnh hơn, thần thông bình thường hoàn toàn không thể đả thương được cô. Minh Mạn công chúa cũng giật nảy mình, lúc thần thông vạn tiễn bắn đến, cô sợ tới mức nhắm mắt lại, chỉ chú ý phát động vô lậu kim thân, đợi lúc mở mắt ra, lại phát hiện mình bình yên vô sự. Lòng can đảm của cô lập tức dâng cao, phóng về phía hơn 10 tên long tiên, kêu lên, các ngươi chỉ có chút năng lực đó thôi sao. Hơn 10 long tiên thấy Man Di Hứa Ứng không nhúng tay vào, dũng khí cũng tăng lên, quát, nữ nhân Man Di, tiễn ngươi lên đường. Minh Mạn công chúa xông tới, hơn 10 vị long tiên thần thông tung hoành, đánh tới người cô như không cần vốn liếng. Chỉ trong nháy mắt Minh Mạn công chúa đã bị đánh cho choáng váng, dù sao cô cũng là đế nữ, chưa bao giờ bị người ta đánh đập như thế. Nhưng sau một khắc, ý thức chiến đấu từ trong huyết mạch viễn tổ đã thức tỉnh, thân thể Minh Mạn di chuyển như giao long. Công kích mãnh liệt như ứng long, pháp lực hùng hồn như thanh long, thần thông cường mãnh, cứng trọi cứng với 10 vị long tiên. Chỉ nghe trong chiến trường kia, âm thanh hưng phấn của thiếu nữ vang lên, chưa ăn cơm à, tăng sức thêm chút. Ngay cả cô nương Man Di cũng không đánh lại, bản lĩnh của ngươi là sư nương dạy đúng không? Đánh người mà sức cũng không có. Hứa Ứng nhìn thấy hết, nghe thấy hết, không khỏi vui mừng, cô nương này là kỳ tài có dạy bảo được. Sau này không thể gọi là ngu ngốc nữa. Y để mặc Minh Mạn công chúa nghênh chiến những long tiên này, bản thân thì cẩn thận nhớ lại những công pháp tạo hóa huyền công mà cô ngâm tụng trong địa cung, cẩn thận nghiền ngẫm, thầm nghĩ, thái cực giả, bản nhiên chi diệu giả, động tĩnh giả sở thừa chi cơ giả, âm dương giả sở sinh chi bản giả. Thái cực hình nhi thượng, đạo giả âm dương hình nhi hạ khí giả. Động tĩnh vô đoan, âm dương vô thủy, thử tạo hóa sở do lập yên. Căn cứ kinh văn, thái cực, âm dương, tạo hóa, chắc đều là tương thông mới đúng.
Các bạn vừa nghe xong tập 189 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.